Alo, xin chào anh em các bạn. Hôm nay tí xin review gửi đến anh em các bạn một cái video cho một cái cơm lê đồng bộ là máy nhân 4GM và đuôi dép các bạn, cùng với hệ trục lái luôn ha. Đã design hoàn thiện cho một cái hệ trục lái như này nè, vô lăng này các bạn, vô lăng thủy lực. Đây là ống lắp ống vào ha, chống rung các kiểu, làm dàn đà thấp đi các kiểu luôn, cho bàn giao cho anh em luôn ha. Như thế các bạn cố luôn nè, to nè, ok cực kỳ là đỉnh luôn nha các bạn nha. Đây, máy nhẹ nhàng rất hoàn thiện cho anh em luôn, về chỉ lắp tròn và chạy thôi các bạn ha. Anh em có nhu cầu về lắp đặt một cái hệ thống cung và để lắp lên những cái thuyền phao, những cái phía thuyền, các bạn có thể là định hình sẵn vào đây là mình làm cung sẵn và các bạn quét vào và đặt đưa cái cung này vào là các bạn có thể vận hành được ha, đưa cái đuôi dép vào. Tất cả đây là hàng nghĩa địa của Nhật luôn các bạn ha, từ bên lái nè, đuôi dép nè, chỉ có khung sắt là Việt Nam thôi các bạn. Kế cho anh em một cái hệ thống đồng bộ nha, bên lái dây các kiểu các bạn ha. Một lần nữa cảm ơn quý anh em các bạn rất là nhiều. Video thì không biết mình sẽ ra nhiều cái video để chia sẻ thêm những cái sản phẩm mới mẻ hay ho hơn các bạn ha. Rất là êm ái, rất là nhẹ ha, với cái body màu trắng kem sữa đuôi dép không có đâu kìa, ok bao phê như tê tê luôn các bạn ha. Lên ga ơi, cháo ra được một cái thức để phục vụ anh em các bạn nha. Anh em có nhu cầu thì cứ alo giúp mình đặt hàng tùy theo công suất máy nha các bạn nha, tùy theo công suất máy rồi mình sẽ có cái chọn những cái đuôi cũng như là chân đà nó một cách phù hợp, và hệ thống lái cũng vậy nha các bạn nha, không phải đồng bộ các bạn. Đứng cạnh một em Hino 6 mới vừa cập bến các bạn. Ok luôn các bạn nha, lái thủy lực các bạn ha, lái thủy lực, các bạn muốn lái đâu lái nha. Một lần nữa cảm ơn các anh em các bạn rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm video tiếp theo nha.